Năng lực hạt nhân của Nga mạnh như thế nào mà cả thế giới phải khiếp sợ? Như Einstein đã từng nói, tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sử dụng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ 4 sẽ sử dụng gậy gộc và đá. Để đảm bảo khả năng hủy diệt lẫn nhau, vũ khí hạt nhân trở thành phương tiện hữu hiệu duy nhất để ngăn chặn chiến tranh quy mô lớn giữa các siêu cường. Hiện nay theo một số chuyên trang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tiên tiến và mạnh nhất thuộc về Nga, sản phẩm có tên RS-28 Samad sắp được ra mắt trong năm nay cùng với iPhone 14. RS-28, còn được gọi là Satang 2, đã được phát triển từ năm 2014 và được truyền thông Nga mô tả là có khả năng quét sạch một phần của trái đất có kích thước bằng Texas hoặc Pháp. Để cho các mem biết học không giỏi địa lý thì so với diện tích các quốc gia, Texas đứng thứ 27. Satang 2 có tầm bắn hơn 10.000 km, 1/4 chu vi trái đất và có sức mạnh hủy diệt lớn hơn 3.000 lần quả bom từng thả xuống Hiroshima. Nếu Satang 2 mới chỉ làm bạn xón ra quần thì hệ thống đa năng đại dương Status 6 của Nga có thể làm những người thần kinh yếu phải đi thay quần. Status 6, một vũ khí tấn công chiến lược chưa từng có trong lịch sử. Mang lượng hạt nhân đủ để tạo cơn sóng thần cao tới 500m tàn phá các vị trí ven biển hoặc gây ô nhiễm phóng xạ không thể khắc phục. Sự tàn phá khủng khiếp của Status 6 chưa phải là tất cả. Vũ khí này còn đặc biệt ở tầm hoạt động tới 10.000 km dưới lòng biển, sâu tới 1.000 m với tốc độ lên tới 185 km/h. Nó có thể kết nối với các tàu ngầm hạt nhân chiến lược để tăng phạm vi tấn công. Với Status 6, Nga đã gửi thông điệp răn đe rõ ràng tới các đối thủ tiềm năng: chúng tôi không chỉ đủ khả năng san bằng các thành phố của bạn, mà chúng tôi còn biến lãnh thổ của bạn thành vùng đất không còn sự sống. Còn nhớ năm 2018, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, khi được hỏi người Nga sẽ làm gì khi bị tấn công hạt nhân, Tổng thống Nga Putin đã bình tĩnh trả lời: có, đối với nhân loại. Đây sẽ là một thảm họa toàn cầu, vì thế giới sẽ bị xóa sổ. Nhưng, như một công dân của Nga và là người đứng đầu nhà nước Nga, tôi hỏi, chúng ta cần gì một thế giới nếu không có Nga?